Kỳ Lân sẽ chơi những trầm thiên nhiên núi rừng, trầm gin, và nó phải chất lượng, bởi vì Kỳ Lân kiểm định, kiểm tra bằng kinh nghiệm của mình chơi và kinh nghiệm của hội trong nhóm Kỳ Lân Luxury. Cho nên là tất cả những trầm Kỳ Lân không làm những loại không đủ tiêu chuẩn của một dòng sản phẩm cao cấp. Nói chung là trầm thì cũng có nhiều phân khúc bình dân, trung bình, cao cấp và siêu cao cấp, đẳng cấp. Thì Kỳ Lân sẽ chọn những sản phẩm siêu cao cấp, đẳng cấp để phục vụ cho đúng những cái gì thương hiệu Kỳ Lân Luxury có từ xưa đến giờ. Và cụ thể ngày hôm nay Kỳ Lân đang giới thiệu trầm thì có nhiều hình dạng. Tại vì ví dụ như trầm thiên nhiên gin thì nó sẽ, nếu như mình không có chế tác thành những mẫu đẹp theo ý thì mình sẽ chọn những trầm thiên nhiên nó hình thù như thế này. Thì mỗi người sẽ có một cái nhận định về hình dáng khác nhau, thích khác nhau.